Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn hai ván cờ rất hay của kỳ thủ trẻ Phan Trọng Tính tại giải đối thủ mạnh miền Nam 2021. Mặc dù mới 19 tuổi, nhưng kỳ thủ trẻ này đã cho thấy lực cờ rất mạnh khi ở vòng 1/16 kích bại khiết đan tiểu tướng Quỷ Minh Nhật Quang, và vòng tứ kết đã kích bại Võ Đu Đầu, Võ Minh Nhất. Đây là ván cờ tại vòng tứ kết, mời các bạn xem ván cờ rất hay. Đặc biệt trong ván 2, anh đã kích bại Tý Kỳ Tiên Trần Na Sáng ở vòng bán kết. Mời các bạn xem hai ván cờ rất hay của kỳ thủ trẻ Phan Trọng Tính. Chứ
将军。将军。吃。将军。将军。将军。Pháo 4, thôi bà. Đến đây thì võ đủ đầu Võ Minh Nhất đã buông cờ chịu thua vì không còn nước nào đỡ được nước pháo trùng. Mời các bạn xem tiếp ván cờ thứ hai khi anh đã kích bại Tý Kỳ Tiên Trần A Sáng ở trận bán kết. Ván 2.吃。吃。吃。
吃吃将军。吃。吃。吃吃吃吃Xe 2, thối 2. Đến đây thì Tý Kỳ Tiên, Trần Na Sáng đã buông cờ chịu thua, vì không thể nào đỡ được nước hai xe đã bị khuyết sĩ. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ của kỳ thủ trẻ Phan Trọng Tính. Mặc dù mới 19 tuổi nhưng đã cho thấy lực cờ rất mạnh khi kích bại hàng loạt các hảo thủ của kỳ đàn Việt Nam. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho bộ môn cờ tướng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì nên like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.